Hello, xin chào mọi người ạ. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và hiện tại thì chiếc ống kính đây chúng ta có thể đang quan sát là một ca phun miếng vào trong đang được thực hiện tại kỹ thuật của DK Mao. Và ca phun miếng này thì được thực hiện bởi chuyên gia Dương Hương ạ. Hôm như vừa mình vừa mới theo dõi thì chị Dương Hương đã làm xong một mí bên kia rồi. Và bây giờ thì chị đang hoàn thiện nốt cái phần mí bên này. Và như chúng ta quan sát thì cơ mặt của chị khách hàng xinh đẹp này thì không có bất kỳ một cái biểu hiện gì gọi là cảm thấy khó chịu hay là đau đớn, chị rất bình thường thôi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ có một vài câu hỏi để chúng ta Dương Hương thì để chắc chắn là những đây cũng là một những cái thắc mắc của tất cả mọi người ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ đặt câu hỏi cho chuyên gia để chuyên gia có thể giải đáp cho tất cả mọi người nhé. Chị Dương Hương ơi, theo như em được biết ấy, thì mắt là vùng nhạy cảm ấy, thì khi phun mí mắt như thế này thì có ảnh hưởng đến thị lực không ạ? Không em, mình chỉ phun bên trong đường chân mi thôi mà, mình có ảnh hưởng bên trong mắt đâu mà sợ. Vậy phun mí xong như thế này thì có cần phải ăn kiêng gì không hả chị Dương Hương? Không em, không phải kiêng bất kỳ một cái gì hết, không phải ăn kiêng bất kỳ một cái gì hết. Em đặt câu hỏi này là tại vì là em thấy rất nhiều những cơ sở khác ấy, họ sau khi phun mí này và phun môi này thì hầu như là đều yêu cầu khách hàng là ăn kiêng thịt bò này, rau muống này, sonic trong vòng 2 tháng. Thì lý do vì sao lại như thế hả chị? Tại vì là bên mình chỉ có đi vi chạm ở trên bề mặt môi thôi. Đó. Kể cả mí cũng thế, mí cũng đi sâu tay, mình đi dính cầm da để mà mực nó bám vào da. Nhưng mà sẽ không dây thì tổn thương sâu nên mình cũng không cần phải kiêng ăn bất kỳ một cái gì hết nhé. Vâng, chỉ là số nếp ăn thoải mái. Vâng, mọi người nhớ nhé, mọi người nhé. Tại vì là chuyên gia của DK chỉ đi nhẹ kim trên cái lớp thượng bì thôi. Và đối với mi mắt ấy, thì là sẽ đi nhẹ đường chân mi nên sẽ không ảnh hưởng bất kỳ một cái ảnh hưởng gì đến da. Cho nên là sau khi làm xong thì các chị em không cần phải ăn kiêng bất cứ một thứ gì nhé mọi người nhé. Trước khi phun mí thì các chị là được ủ tê hay là tiêm tê hả chị? Tất cả khách hàng ở bên tê sẽ là ủ tê hết em nhé. Là ủ tê ở ngoài da đúng không? Đúng rồi, ủ ngoài da em. Cái việc ủ ngoài da nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái trường hợp mà bị sốc phản vệ hoặc là những cái trường hợp xấu đúng không chị? Đúng rồi em. Là trước khi đến đi cây khách hàng còn được thăm khám hỏi han ví dụ tình hình sức khỏe nhé, chị có bệnh tim mạch hay huyết áp tiểu đường gì không nhé, nếu như chị bị chị có đang uống thuốc không, có đang điều trị không, nếu như mà chị cao quá hoặc như đấy không điều trị ấy, thì bên đi cây cũng sẽ tư vấn cho các chị hiểu ấy là với những cái dấu hiệu như thế ấy, thì mình cần phải theo dõi. Chị Dương cho em nhờ một chút cho em có thể quan sát cái phun đường mi bên kia của chị gái đã được xong rồi đúng không ạ? Đấy, như mọi người quan sát nhé, phần mí này rất là tự nhiên. Đó, vì là chúng ta chỉ đi một cái đường line rất là nhỏ để giúp cho cái đôi mắt của mình được to hơn này. Đó, là nhìn nó sắc nét hơn và mình không cần phải kẻ mất quá nhiều thời gian để kẻ vẽ trước khi ra đường nữa. Theo như mình vừa tìm hiểu thì chị khách này đã đăng ký làm combo 3 dịch vụ tại DK, đó là làm lông mày này, phun mí và phun môi. Thì mọi người hãy theo dõi trên fanpage để xem cái sản phẩm cuối cùng của chị gái như thế nào nhé. Cảm ơn những chia sẻ của chị Dương Hương ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nhé. Chào mọi người.